mọi người, hôm nay Trứng Rán Cần Gì sẽ có một khách mời rất là đặc biệt. Khách mời này là người nước ngoài nha. Thường thì mấy bạn hay hỏi là bình thường Tâm hay mời khách mời Việt Nam nhiều quá, nên là nay Tâm cũng mời một người bạn gọi là đến từ nước ngoài, nơi phương xa xôi. Và bây giờ thì người bạn ấy sẽ giới thiệu mình là ai nhé. Hello, mình là Andrea và mọi người hay gọi mình với cái tên thân thuộc là An hoặc là An Tây. Mặc dù là mình thích được gọi bằng cái tên là Anta hơn vì mình cũng cảm giác mình là người Việt Nam rồi. Và hiện tại thì mình đang hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và mình cũng là một content creator trên TikTok. Và ngày hôm nay thì mình rất là vui vì An cũng theo dõi Tâm cũng rất lâu rồi. Và khi Tâm mời An là An đồng ý luôn. Và hy vọng là hôm nay mình sẽ có một buổi nói chuyện thật vui vẻ. Trời ơi, dễ thương á mọi người ơi. Thì hiện tại em thấy nha, chị có theo dõi trên mạng xã hội nhiều không? Thì ở trên mạng xã hội hiện tại đang có một cái trào lưu là flex về bản thân Là kiểu khoe là bản thân mình có cái gì á. Thì em cũng đang rất là thắc mắc là đối với lại một người bạn từ nước ngoài như chị đây, thì chị sẽ muốn flex gì về bản thân? Chị có bộ răng 500 triệu mới làm có tính không? Ok, wow. Ôi chị giàu thế. Thì đúng là người nước ngoài giàu thật nhỉ? À không, đủ sống em ạ. Cũng một phần tài trợ. Nhưng mà thì cũng là được tính là giá trị là 500 triệu thì cũng là được tính là ấy, còn tài trợ hay không thì việc của chị mà đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ý là nếu mà được tài trợ thì càng đỉnh luôn á. Thì nó mới là giá trị đấy thôi, chỉ là không phải là tiền răng 500 triệu. Đúng rồi. Với lại là em nghe giọng của chị á thì là hơi là giọng của ngoài Bắc, giọng ở Hà Nội đúng không? Hơi gì, chị là Bắc nặng luôn, đặc sệt luôn, chị là Hà Nội gốc luôn. Thực ra là chị lớn lên ở ngoài Hà Nội và chị vào Sài Gòn cũng được vài năm rồi, cũng gần chục năm rồi ạ. Nhưng mà đấy, thỉnh thoảng vẫn sẽ bị và lơ lớ vì ở đây lâu quá, sẽ vẫn bị lơ lớ kiểu cái từ Á hoặc là cái từ Ủa là vẫn bị. Nhưng mà thực ra là chị vẫn thích nói giọng Bắc hơn và chị nghĩ là chị sẽ nói giọng Bắc. Là hồi xưa lúc mà chị vào Việt Nam sống á, chuyển vào Việt Nam sống thì chị ở ngoài Hà Nội. Và cách đây 10 năm trước thì chị chuyển vào Sài Gòn để lập nghiệp hay là... Đúng rồi, vào Nam Tiến. Năm chị 7 tuổi là về Hà Nội. Và từ năm 7 tuổi đến 14, 15 tuổi là lúc đó là chị đã bắt đầu là... vì chị vào nghề từ năm 13 tuổi thì đã bắt đầu là Hà Nội, Sài Gòn, Hà Nội, Sài Gòn liên tục. Nhưng mà từ năm 22 tuổi là vì lúc đó là công việc ở trong này cũng nhiều và mọi người ở ngoài Bắc là cũng Nam Tiến hết rồi. Nên là chị mới vào hẳn trong này từ năm 22 tuổi. Nhưng mà chị vẫn ý là vào hẳn thì cũng không phải là vào hẳn đâu. Một tháng chị vẫn ra một hoặc hai lần thì vẫn là bay qua bay lại. Tại vì gia đình vẫn ở ngoài kia nên là vẫn hay ra thăm gia đình với cả công việc. Vậy là chị đã hoạt động nghệ thuật chắc cũng mười mấy năm? 15 năm. 15 năm. Vậy trong vòng 15 năm đó thì chị cảm thấy là có một điều gì mà chị chưa thực hiện được trong đam mê làm nghề của chị không? Thực ra là chị không bao giờ chị cảm thấy hài lòng với những gì mà mình đã đạt được á. Nên là có cái gì thì mình sẽ luôn muốn tiến lên và có nhiều hơn nữa. Và chị vẫn nghĩ là sẽ có rất là nhiều người mà dù mình có giỏi đến mấy sẽ có rất là nhiều người giỏi hơn mình rất là nhiều. Nên là chị vẫn trong đầu chị luôn luôn là không bao giờ hài lòng với những gì mình đạt được và luôn luôn cố gắng từng ngày. Vậy là khi mà chị vào Nam thì chị mới bắt đầu làm TikTok hay là chị đã làm TikTok ở ngoài Bắc rồi? Không, chị... không vào Nam đúng không? Tại vì 10 năm. Đúng rồi, chị vào Nam, sau đó là chị chờ mọi người chơi TikTok vào khoảng tầm 3-4 năm rồi là chị mới bắt đầu chơi TikTok. Hình như là chị mới chơi TikTok được 2 năm chứ mấy. Ý là chị chơi so với cả mọi người là chị chơi muộn hơn rất nhiều ạ. Nhưng mà em thấy cái độ viral của chị là rất cao luôn á. Trộm vía đi. Ok, trộm vía. Nếu vậy thì chị muốn rằng là mọi người nhắc tới chị với cái tên là người mẫu An Tây hay là TikToker An Tây? Chị thì bình thường sẽ có những người mà sẽ nhớ đến chị vai trò, ví dụ bước vào thang máy sẽ có những đứa trẻ con, chị này đóng phim vậy ra chân đất này, chị này diễn viên này. Thì hoặc là thỉnh thoảng sẽ có những lúc mà mấy anh taxi mà hay xem bóng đá, em là MC đúng không, anh nhìn thấy em đóng cái gì MC của VTV chương trình bóng đá đúng không. Thì thực ra là mình cũng chả biết là mình có phải là mình chưa định hình được cái con đường mà mình muốn thay đổi hay không. Nhưng mà chị vẫn luôn luôn là thích là thử sức trong tất cả mọi lĩnh vực. Và bên cạnh đó thì chị cũng có lập một cái kênh YouTube. Thì
mọi người cũng hay gọi với cái tên. Nói chung là nhiều lúc chị search tên ở trên Google ấy, thì nhiều lúc là nó ra là diễn viên người mẫu, lúc thì nó ra là YouTuber, lúc thì nó ra là MC. Nên là chị cũng nói chung là chỉ cần mọi người nhớ đến chị trong một vai trò nào đó là chị đã coi như là đã thành công trong cái vai trò đó rồi. Nên là mọi người có gọi như thế nào thì chị cũng đều vui cả. Chị sợ là mọi người không nhận ra mình và không biết mình là ai thôi. Nhưng mà em muốn hỏi ở đây là đam mê thật sự của chị á là ngành nghề nào? Nếu mà là đam mê thực sự thì chị cũng đã không thử những cái lĩnh vực khác. Và để mà nói là đam mê thì chị thích làm nghệ thuật. Đam mê về nghệ thuật. Về nghệ thuật. Và đam mê làm nghệ thuật. Còn về lĩnh vực nào thì chị sẽ để cho người ta đánh giá và chị sẽ để cho người ta nhận xét và chị sẽ thử sức trong mọi công việc và trong mọi lĩnh vực mà chị thấy nó phù hợp với mình. Tại vì 15 năm rồi, nếu mà trong quá trình làm nghệ thuật thì sẽ có nhiều cơ hội từ chỗ này chỗ kia đến á, thì tại sao lại không thử? Nhưng mà em vẫn đang rất là thắc mắc luôn nha. Tại vì như chị nói, hiện tại á, là trong lĩnh vực nghệ thuật của chị là hiện tại chị đang được thử sức rất nhiều ngành nghề luôn. Nào là MC, nào là diễn viên, nào là người mẫu. Vậy thì cơ duyên nào mà khiến cho chị cầm điện thoại lên và quay TikTok? Chị quay TikTok cho vui thôi. À. Ý là chị không bao giờ coi TikTok là cái nghề luôn á. Và và chị cũng chỉ chơi TikTok với mục đích là giải trí thôi. Và không ngờ là bên cạnh cái việc là có nghĩa là mọi người ủng hộ quá nhiều và mọi người, chị không nghĩ là cái TikTok của chị nó sẽ lên nhanh như vậy luôn á. Chị nhiều lúc chị còn không nghĩ ô cái gì thế này, kiểu chị không hiểu luôn á. Và bên cạnh đó thì khi cái TikTok của chị nó càng ngày phát triển thì sẽ có những cái công việc hoặc là những cái hợp đồng nó sẽ đến từ TikTok. Và đến bây giờ thì chị mới coi TikTok là một chỗ để mà gọi là làm việc và có nguồn thu nhập. Còn trước đó, cái lúc mà chị mới bắt đầu TikTok là chị chỉ xác định là quay cho vui. Bình thường thì em thấy là chị hay quay những cái mà hài hước vui nhộn. Thì những cái đó là xuất phát từ bản thân chị ra không? Hay là chị đang muốn làm kịch bản với những cái clip đó thôi? Thực ra thì trừ những cái clip nào mà là clip mà cho brand, cho nhãn hàng á, thì là lúc đó mới có phần đặt nặng về phần kịch bản các thứ. Nhưng mà còn đâu thì là tất cả những cái clip khác đều là không có kịch bản hết. Còn những cái clip là chỉ là quay một phát ăn luôn. Và có những cái clip là bố ơi quay với con nhé, bố bảo là con nói qua kịch bản cho bố đi. Không có kịch bản, bố cứ freestyle đi, con nói gì thì bố trả lời. Thì vì chị muốn là một khi mà mình sẽ quay một cái clip thì nó sẽ tự nhiên nhất có thể á. Vì chị nghĩ là người ta, mình sẽ ăn điểm ở cái sự tự nhiên. Nếu mà nó càng tự nhiên thì người ta sẽ càng cảm nhận được cái clip đó. Và chị không muốn là sẽ có một cái gì, bất cứ một cái gì gọi là diễn ở trong đó cả. Nên là hầu như những cái clip nào mà quay với cả chị nhớ tại sao chị chơi TikTok rồi, chị chơi TikTok là tại vì chị muốn đấu khẩu với cả thằng em trai chị. Lúc đó là thằng em trai chị đã được 500.000 follow rồi, thì tự nhiên nó quay một cái TikTok, nó hỏi chị là cảm giác của chị như thế nào khi được làm chị gái của một người nổi tiếng. Ý là kiểu lúc đó là nó đang 500.000 trên TikTok và nó đang coi nó là một người nổi tiếng. Và lúc đó là kiểu mọi người mới comment vào TikTok của em trai chị là ô chị An có TikTok không, bảo chị An chơi TikTok đi, thì nó lại kia kia kia. Thế là chị mới chơi TikTok và trong quá trình là bắt đầu TikTok là suốt ngày chỉ có xem là tao nhiều follow hơn, mày nhiều follow hơn, tao nhiều follow hơn, mày nhiều follow hơn. Và đấy là một cái mà khiến chị có động lực vì có thằng em trai ở trong đó để mà đấu khẩu và để mà kết hợp. Sau đó là bố lại nhảy vào luôn. Và bố cũng là một người mà ý là cũng rất là hay chịu khó tương tác và cũng bây giờ đam mê TikTok hơn cả hai chị em luôn. Suốt ngày kiểu clip này hay, clip này cho bố đăng nhá, clip này hay con không đăng. Xong rồi cả nhà trên TikTok cũng vui. Còn nhưng mà chủ yếu là về kịch bản thì là không có kịch bản. Thậm chí là khi chị có những clip mà liên quan đến nhãn hàng và liên quan đến quảng cáo ấy, người ta yêu cầu kịch bản, chị nói luôn là chị ơi không có kịch bản, khi nào em quay thì em sẽ quay theo mức tự nhiên nhất có thể, sau đó em gửi chị, sau đó chị chỉnh ở trên cái clip nó luôn, chứ em làm em quay tự nhiên không có kịch bản chị ạ. Là người ta cũng chấp nhận điều đó vì người ta, cái lý do người ta tìm đến mình là người ta thích cái sự tự nhiên ở trong những cái clip của mình. À, có một cái vấn đề nữa, hồi nãy lúc mà chị giới thiệu á thì chị bảo là chị không muốn mọi người bảo chị là An Tây, bảo là An Ta. Đúng không? Đấy là đùa thôi, ý là chị vẫn, mọi người vẫn hay gọi chị là An Ta và chị thích cái tên An Ta hơn vì nghe nó kiểu tự nhiên. Mặt nó Tây thì đặt tên Tây là đúng rồi, nhưng mà mặt nó Tây nhưng mà đặt tên là An Ta thì mới là đặc biệt, đúng không? Vì chị vẫn luôn luôn coi chị là người Việt Nam và luôn luôn muốn là mọi người cũng sẽ coi mình như là một người Việt Nam, mà chỉ có khuôn mặt Tây thôi nhưng mà bên trong là người Việt Nam. Nếu như mà vì cái ý kiến cho rằng là chị là người Tây nhưng mà chị tự nhận chị giỏi tiếng Việt hơn tiếng mẹ đẻ, thì nhận thấy rằng là An uống nước không nhớ nguồn. Chị nghĩ là
Đây là lần đầu tiên chị nghe luôn ạ. Chị nghĩ là nếu mà có ai mà có quyền nói câu đó thì chỉ là gia đình và họ hàng ở bên Tây Ban Nha thôi. Chứ không ai thể trách mình vì mình quá là yêu Việt Nam và mình tự coi mình là một người Việt Nam, đúng không? Chị, người ta chỉ có thể là trách chị vì là nhập gia không tùy tục thì ok, thì là lúc đó mình sẽ phải xem lại bản thân mình. Nhưng mà trách mình vì là uống nước không nhớ nguồn thì ok, thì không nhớ nguồn, thì lớn lên ở đây thì môi trường ở đây thì là không nhớ nguồn, thì là thì không nhớ nguồn thật. Nhưng mà nói thế thôi, chứ bình thường là mỗi lần mà Tây Ban Nha đá bóng ấy, chị vẫn hay viết một status là cả nhà ơi vào cổ vũ Tây Ban Nha nào, mọi người hãy cổ vũ Tây Ban Nha giống như cách mình cổ vũ cho Việt Nam mỗi lần Việt Nam đá nhé. Và chị vẫn vẫn nói chung là chị vẫn liên lạc và vẫn có hay gọi điện về cho họ hàng ở bên kia, và chị vẫn nói được tiếng Tây Ban Nha như một người Tây Ban Nha bình thường đấy. Nói chung thì chị vẫn không bao giờ gọi là quên cái gì về về Tây Ban Nha, và chị vẫn luôn luôn coi là nơi mình sinh ra. Nhưng mà người ta vẫn hay nói là đất nước của mình không phải là nơi mình sinh ra mà là nơi mình lớn lên, và chị lớn lên ở đây thì chị coi là đây là nhà và quê hương của chị. Hay quá. Bây giờ chị có thể nói một câu tiếng Tây Ban Nha cho em nghe được không? Được, em muốn nói câu gì? Nếu dụ như mà chị dịch cái câu trứng rán con mỡ của em ra cũng được đó. Rồi ok, bây giờ chị em mình sẽ nói câu đặc trưng của em và sau này. Ok, trứng rán cần mỡ. La tortilla necesita aceite. Pop cần bơ. El maíz necesita mantequilla. Yêu không cần cớ. Te quiero sin ninguna razón. Cần cậu cơ. Te necesito a ti. Ok, đừng có ai bắt lỗi nhá. Đừng ai bắt lỗi đến tên bây giờ của tôi nhá, vì có thể là nó sẽ sai về ngữ pháp. À không, không phải sai về ngữ pháp, mà tức là ở bên đấy người ta không bao giờ người ta cho bơ vào bắp. À, ở bên đấy không có bắp rang bơ đâu. Ủa thế hả? Trứng rán cần gì? Bây giờ là đến phần mà em nói là gọi là đa số khách mời nào cũng rất là thích khi đến với chương trình của em. Chính là phần game Iron Man và Hook. Ok, Iron Man là những câu hỏi về cuộc sống của chị, hoặc là về công việc, về đời tư, chị biết nhưng mà có thể chị sẽ không muốn trả lời. Còn bên Hút là những câu hỏi về vấn đề xã hội, những kiến thức như kiến thức đi học, kiến thức xã hội tổng quát bao quanh thế giới này gì đó. Thì là em nghĩ cũng có khi là chị không biết để chị trả lời. Nên là nếu như mà chị không trả lời được hoặc là chị không muốn trả lời thì chị sẽ phải nếm thử những cái món ăn gọi là đặc sản đến từ quê hương chúng ta. Nhưng mà được nhà hàng năm sao gọi là nêm nếm gia vị một chút rồi. Đó là ta-da, đây là sầu riêng. Cái này là không có trong kịch bản nhá, không ai nói mình trước nhá. Ok. Rồi thì bây giờ chị sẽ chọn, chị chọn về xã hội hả? Xương nào trên cơ thể mỏng manh nhất? Đúng không? Sụn. Không có xương nào mỏng manh cả. Đúng chưa? Em không biết, em mới cái câu này không xương biết. Rồi thì làm gì có chuyện mỏng manh. Xương phải cứng nhá. Xương ngón chân. Nhưng nó vẫn là xương, làm gì có chuyện xương mà lại mỏng manh. Mình so chung thôi. Xương là xương, làm gì có chuyện mỏng manh với không mỏng manh. Tiếp. Vietnam International Fashion Week được diễn ra đầu tiên vào năm nào? Chờ tí nhá. Năm này chị cũng diễn này. Chị cố nhớ đi. Chứ em thấy cái mùa này nó cũng hơi khắm á. 2014. Chốt chưa? Chốt. Xin xem. Trời ơi, giỏi quá vậy trời. Cá nào không thở được dưới nước? Cá nào không thở được dưới nước? Cá tính. Câu hỏi thật không phải đố chữ. À thế à? Cá nào không thở được dưới nước? Là một con cá thật á? Một cái ấy nhá. Con cá này cực kỳ thông minh, nó thông minh hơn con người. Cá heo. Yay. Yeah. Bộ phận nào trên cơ thể mà hầu hết mọi người chỉ dùng một bên trong một thời điểm? Gợi ý, phần trên, thân trên hoặc thân dưới. Ví dụ như mấy cái như là tai, tay. Ủa tai có làm gì cho một bên được không ta? Em nghĩ là hay là mắt. Kiểu như là lúc mà mình nháy mắt á, mình nháy có một không một mắt là chị mấy. Nhìn bằng hai mắt mà. Nhưng giờ chị nháy mắt đi nè, hầu hết mọi người chỉ dùng một bên trong một thời điểm. Nhưng mà lâu lâu mình mới nháy mắt chứ đâu phải là lúc nào mình cũng nháy mắt đâu. Mà nếu mà một bên thì là bị chột rồi còn gì nữa. Thu gọn một cái nhé, nó nằm ở trên mặt. Đó, em gương mắt rồi chứ còn cái gì nữa chị? Cái phần đầu là con mắt rồi chứ còn cái gì nữa chị? Thì em trả lời xem đúng không? Mắt. Sai. Thì chưa. Ủa? Ai bị nghẹt mũi hả? Không, mình chỉ lúc mình thở thì 85% người ta thở một bên.
Ai bảo anh thế? Ai bảo anh thế? Em hỏi hai bên. Nghiên cứu thôi, cái này là phát. Cái đó là phát là nghiên cứu nhưng mà mình thử bằng hai bên mũi đúng không chị? Thật. Đây là 85% người chị sử dụng một bên. Thì là em 25% còn lại rồi. Lúc mà em vô thức á, em thở trong vô thức thì em sẽ sử dụng chỉ một bên thôi. Thế chắc là người ta nghẹt mũi rồi chứ em dùng cả hai bên mà. Thật, cái này là lỗi do ban tổ chức. Cái này ban tổ chức ăn đi. Ban tổ chức ăn đi. Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Rồng rắm lên mây à? À cái này em biết. Trả lời đi em. Ủa? Vậy em trả lời được là chị ăn nha. Nope. À không, em trả lời được là chị không phải ăn đấy. Chứ em trả lời được, em không trả lời được thì bây giờ lại phải ngồi nghĩ này. em biết là như là rồng bay ở Thăng Long đáp ở Vịnh Hạ Long. Ừ. Không, từ từ khoan nha. Hay là ngược lại, ta bay ở Vịnh Hạ Long đáp ở Thăng Long. Không, nhưng mà em chắc chắn là Thăng Long với Vịnh Hạ Long á. Thế là bay ở Thăng Long. Chắc đáp ở Vịnh Hạ Long quá. Ừ. Ok, đúng không? Bay ở Thăng Long và đáp ở Vịnh Hạ Long. Yeah. Ôi, còn mỗi một câu thôi này. Tôi có bên đây nữa chị. Trời ơi, bên này nữa. Ngôn ngữ được nói nhiều thứ tư trên thế giới sau tiếng Indie là gì? Tây Ban Nha. Trung Quốc này, tiếng Anh này, tiếng Ấn và tiếng Tây Ban Nha. Sure. Yeah. Ôi, sao mà giỏi vậy trời? Đúng là một kho tàng kiến thức này. Có phải trả lời mấy câu liên quan đến đời tư cá nhân không? Nếu chị không muốn trả lời thì chị ăn đi. Món ăn nào ở Việt Nam mà ăn thấy không ngon nhất? Sầu riêng. Kể năm tật xấu kín nhất của Tê Ba Lô. Bây giờ không phải là mình không muốn nói ra mà là nó không có tật xấu đâu, anh trai mình ngoan lắm. Từ từ nhá, để nghĩ xem. Tật xấu của nó là không yêu thương chị. Tật xấu của nó là cái gì nữa nhỉ? Tổ sư nó có nó có một cái tật xấu là mỗi lần nó qua nhà chị là nó bao nhiêu quần áo của chị nó khuân về hết em ạ. Tại vì chị hay mặc đồ kiểu đồ rộng, đồ con trai á. Chị thực ra chị không ghét nó hay giận dỗi gì nó về cái đó, nhưng mà nếu mà là nó đến nhà người khác mà nó làm như vậy chắc chắn là người ta sẽ ghét đúng không? Thì đấy được coi như là một tật xấu. Ngoài ra thì chị không nghĩ ra cái gì tật xấu của nó vì nó là một người quá là hoàn hảo. Nếu như mà quá là hoàn hảo như vậy là phải ăn thôi, tại vì không có trả lời được cái câu hỏi. Không nha, chúng mình hãy thực tế với nhau nhá. Chương trình này bây giờ là em trai tôi không có tật xấu, không thể nào mà tôi phải bắt buộc tôi phải tự nhiên là gọi là áp đặt và nói những thứ mà không có thật đúng không? Cái này là về liên quan đến đời sống, đời thật là phải nói thật đúng không? Thì nó không có tật xấu thì mình nói thẳng là nó không có tật xấu. Chứ bây giờ chẳng nhẽ mình lại đi nói xấu em trai mình để mình đỡ phải ăn sầu riêng à? Số tiền ăn kiếm được nhiều nhất trong một tháng. Tôi không thích ăn sầu riêng bạn ạ. Bây giờ thì bây giờ chị nói mấy số 0 thôi. Bây giờ 7 số 0 là hàng chục, 8 số 0 là hàng trăm, 9 số 0 là tỷ. Tỷ ạ? 9 số 0 là tỷ đúng không? Ừ. Ok, 9 số 0. Không cần phải nói là bao nhiêu đâu đúng không? Ok, tiếp tục. Chắc trong là 9 tỷ rồi. Aquafina Việt Nam International Fashion Week 2022 mà An tham dự bộ sưu tập của nhà thiết kế nào An thấy xấu nhất? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bắt mình phải ăn hay sao á? 2022 là mình tham gia hai mùa mà ta. Nhưng mà bây giờ chị mà bảo là nhà thiết kế nào xấu nhất thì chẳng khác gì là năm sau là người ta sẽ không mời mình nữa. Đúng rồi, chị phải bảo vệ những nhà thiết kế của chị, hiểu không? Là không có nhà nào xấu hết thì chị ăn. Thật sự là em không có phải bắt nạt chị đâu, mà cái này là em cũng không biết câu hỏi chứ. Câu này để sau nha. An đã từng dính những lùm xùm phốt gì hãy kể ra. Phốt gì không? Phốt quá xinh, phốt quá là tài năng, phốt quá là yêu đời. Còn phốt gì thì phốt gì? Có không? Ý là có không? Không biết. Chứ 15 năm làm nghề mà ít gì thì cũng phải có một cái drama hay là một cái scandal hay là một cái gì đó chứ. Lỡ miệng hay gì đó. À rồi, ngày xưa hay chửi bậy. À ừ, phốt. Có mấy cái phốt dạo gần đây là thằng Tê Ba Lô bóc phốt chị, là chị lấy quần của nó. Nhưng mà thực ra đấy không phải là quần của nó, mà đấy là quần của chị, nhưng mà gần giống quần của nó, nên là nó là một cái TikTok, nó bảo là chị bóc phốt, tóm lại là chị bị mang tiếng là chấn lột quần của em trai chị. Sau đó là chị đã giành chiến thắng trong cái phốt đó vì nó đã ghi âm, nó bảo là ôi thôi chết mẹ, em tưởng quần đấy là quần của em, thôi em lỡ đăng clip rồi chị đừng nói gì nhé. Và chị vẫn đã đăng luôn cả cái đoạn ghi âm đấy lên TikTok rồi, nên là chị đã được giải oan và chị không còn phốt gì nữa. Ok, tiếp tục nhá. Là phốt hiểu chưa? Rồi, phốt rồi đó. Tên một người mẫu nổi tiếng mà An đánh giá catwalk tệ nhất không phải là chính mình. Chắc tao cũng định nhắc tên tao đấy. Thì bình thường đa số mọi người không mọi người gọi là không muốn đụng chạm tới ai thì sẽ tự nói bản thân mình ấy. Là nước ngoài hay gì? Ở đâu cũng được hả? Kendall Jenner xác nó không xem được cái clip này đâu. Cái gì ạ? Cái gì? Kendall Jenner.
Hoặc là Gigi Hadid cũng được, chắc nó không xem được clip này đâu. Giả sử Việt Nam có cơ hội đá bóng với Tây Ban Nha, An sẽ cổ vũ đội tuyển nào? Việt Nam, không nói nhiều, chị nói câu này rất là nhiều lần rồi, chị sẽ cổ vũ cho Việt Nam. Chị đã rất là nhiều lần chị mong chờ là Việt Nam sẽ đá chung kết là World Cup, chung kết World Cup với cả Tây Ban Nha, nhưng mà nói chung là chị đã từng thấy Tây Ban Nha đá chung kết World Cup rồi và Tây Ban Nha cũng đã giành chiến thắng, đã vô địch World Cup rồi. Nhưng mà cái chuyện mà nhìn thấy Việt Nam mà được đá World Cup chung kết mà lại còn một nơi là một nơi mình sinh ra, một nơi là nơi mình lớn lên, thì chị khẳng định là nếu mà Việt Nam mà đạt được đến cái mức đó thì đã đủ để mà chị phải cổ vũ cho Việt Nam, vì quá là xứng đáng nếu mà đã đến cái mức đấy. Và chị hy vọng là một tương lai không xa, có thể là con chị hoặc là con của con chị sẽ chứng kiến được cái trận đấu đó, và chị hy vọng là chị vẫn còn sống để chứng kiến cái trận đấu đó. Nhưng mà có thể là biết đâu là một ngày rất gần nhất, tại vì bóng đá của Việt Nam mình càng ngày càng đỉnh. Đúng rồi. Yeah. Em cổ vũ ai? Chắc chắn là Việt Nam rồi. Ok. Chứ còn ai nữa, tại vì em đâu biết Tây Ban Nha đâu. Chị tự hỏi, tự trả lời luôn rồi á. Nếu bắt buộc phải quay lại với một người yêu cũ thì An sẽ chọn ai? Justin Bieber. Hả? Chắc là Justin Bieber hoặc là Ronaldo. Cái câu hỏi này hỏi thiệt á. Câu này giỡn đâu. Thì đâu phải trả, thì hỏi thật, đâu phải trả lời thật đâu, đúng không? Thật chứ. Chứ mà nếu mà chị muốn quay lại với nó thì chị đã không bỏ nó rồi, đúng không? Để chị An đi. Cái này quá là chơi xấu, cái này là không được đâu nhá. Cái này là phải công bằng một tí đi, như thế này là không được đâu. Như này là kiểu bắt mình đưa mình vào thế là phải ăn rồi. Từ nhá, có những thằng người yêu cũ nào nhỉ? Cho chị về đây. Ok, hai câu này em có thể trả lời giúp chị được không? Nãy giờ là chị đã trả lời hết hộ em rồi, chỉ có hai câu này là chị vẫn không trả lời được. Thì theo cá nhân em, trong Aquafina Việt Nam International Fashion Week 2022 mà có cả chị tham dự đó, thì là sẽ có những bộ sưu tập của nhà thiết kế nào mà em thấy xấu nhất? Năm 2022 là cái năm mà em hoạt động về lĩnh vực hoa hậu nhiều hơn là người mẫu, nên em cũng không có để ý, em muốn coi. Thế thì em phải ăn. Thế sẽ em phải ăn, hậu chị mà. Thì là em không trả lời được, em phải ăn. Nhưng mà chị cũng có trả lời được đâu. Chị không trả lời được là do chị muốn nhường. Thế bây giờ đến đây là công bằng, chị biết là show của em rồi, nhưng mà em cũng phải công bằng một tí chứ. Bây giờ thì nãy giờ em cũng trả lời mà. Nãy giờ em chả trả lời cái gì cả, toàn là chị trả lời hộ em. Bây giờ còn ôi, trả lời cái thằng Long với cái mình Hải Long ấy. Còn bây giờ nó tóm lại quay lại với người yêu cũ thì em sẽ quay lại với thằng nào nào? Sao có chồng rồi. Thì mày lại càng chết, lại càng phải ăn. Quay lại với thằng nào? Bạn lên Google search Trần Thanh Tâm đã từng yêu ai. Thấy chưa? Nó đặt ra câu hỏi cho khách mời xong đến nó còn... Đâu, em đâu có đặt đâu. Thế ai đặt? Show của em chẳng nghĩa show của em mà em lại không kiểm soát mọi thông tin và mọi thứ sẽ diễn ra trong show của em. Cái này em không được biết luôn á. Cái này là thế thì vô trách nhiệm, em đây là show của em, mình phải chịu trách nhiệm với những gì xảy ra trong show của em. Nhanh lên trả lời đi. Ok, thế thì Trần Thanh Tâm là gọi là người host của chương trình này đã đặt cách cho cái thử thách này ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ tạm bỏ câu hỏi này đi nhá. Còn một câu hỏi này, em có muốn là bỏ câu hỏi này đi luôn không? Ý là em nói chị nghe nè, là hồi nãy chị kêu là nếu bây giờ mình dẹp mình bỏ đi á thì chị bị mang tiếng là chơi không tới bến á, nên là bây giờ chị phải trả lời câu hỏi này. Nếu chị không trả lời câu hỏi này là chị không chơi thật sự là không tới bến luôn á, tại vì nãy giờ thì chị cũng trả lời đã gần hết rồi, thì còn có một câu hỏi thôi mà. Thì đúng rồi, thì bây giờ đi. Thì mình phải chơi tới bến là phải trả lời, phải giải quyết xong câu hỏi này, còn giải quyết bằng cách nào thì là chị em mình phải tính với nhau này. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không phải là bằng cách là chị tự ném cứt vào mặt như thế này, đúng không? Chứ nhé, bây giờ mình năm nào mình cũng được diễn Fashion Week mà bây giờ bảo mình đi nói xấu một nhà thiết kế trong đó, thì lúc đấy lại nhà thiết kế lại bảo là tại sao lúc đầu mày không nói luôn đi, mày lại còn diễn cho tao để làm cái gì, đúng không? Host của chương trình ngày hôm nay là Trần Thanh Tâm đã đồng ý là chúng ta sẽ cùng bỏ nốt câu hỏi này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong thử thách, chúng ta đã trả lời xong cả hai cái cốc mà mình không phải ăn sầu riêng. Yeah. Chúng ráng cần gì? Wow, thực sự thì em thấy là trong cái đầu của chị là một kho tàng kiến thức luôn á, không có câu nào làm khó được chị luôn á, mà nếu câu này mà chị không biết là chị phải cãi bằng được. Thật sự chị là người nước ngoài nhưng mà chị cãi tiếng Việt còn giỏi hơn các em nữa, rất là hay luôn. Cái đó thì chị khẳng định. Ôi vậy nhưng mà lúc mà chị qua Việt Nam là chị học cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam đúng không, hay là chị học cấp 1? Được cấp 1 lên cấp 2, cấp 3 luôn. Cấp 1 nhưng mà chị học muộn 2 năm so với cả, ý là năm đó là chị sang Việt Nam là năm 7 tuổi đúng không? Thì là sẽ mất 2 năm để mà chị học, tự học tiếng Việt để mà chị có thể đi học ở trường. Tại vì lúc đó là bố không cho học trường quốc tế. Lúc đấy là mình cũng thích học trường quốc tế vì trường quốc tế kiểu nó đẹp, xong rồi kiểu xịn, xong rồi có sân bóng rổ, xong chúng nó còn được bơi suốt ngày rồi không phải dùng sách vở mà phải trên máy tính các thứ nữa. Nhưng mà mình rất là có ước mơ là đi học trường quốc tế, nhưng bố bảo không,
trường quốc tế cái gì, mày đi học trường Việt Nam, trường trường công lập, trường nhà nước á, thì là thì là lúc đó là bố cho vào trường Hoàng Diệu. Và đến bây giờ thì chị rất là biết ơn bố, là vì là bố đã cho chị học ở một cái trường gọi là không có một người nước ngoài nào khác ở trường cả, để chị có thể hòa nhập và chị có thể tiếp thu thông tin bằng tiếng Việt, và cái môi trường xung quanh chị cũng là toàn là người Việt, và chính vì vậy nên chị mới biến thành người Việt. Và cái phần cãi ban nãy là chị có nhờ là bố chị cho chị học trường công lập từ bé. Thì chị cũng bỏ học, không phải là bỏ học mà chị tạm ngưng việc học năm chị 17 tuổi, 17, 18 gì đấy. Thì là lúc đó là tính ra là chị cũng đã học bằng cái thời gian của một người bình thường học rồi. Nhưng mà chính vì chị học vào muộn 2 năm nên là chị cũng tự nghỉ sớm 2 năm. nên là thay vì chị học lớp xong lớp 12 thì chị mới học hết lớp 10. Chị giải thích một chút về cái quan điểm của chị. Thực ra là chị nghĩ là cái việc học nó là một việc rất là quan trọng, và học thì là học cả đời. Và kiến thức thì không bao giờ là thừa cả. Nhưng mà đã từng có một thời gian mà từ năm 13 tuổi đến năm 18 tuổi là chị đã rất là cố gắng để mà chị giúp là sẽ vừa không bị ảnh hưởng đến việc học mà lại vừa đi làm luôn. Thì lúc đó là chị cũng đã cố gắng hết sức, và có những hôm là thậm chí là chị còn đi chụp hình về, chị còn chưa kịp tẩy trang, nước hoa vẫn đang thơm phức, xong rồi bước vào lớp đeo khoang quàng, xong bước vào lớp xong chúng nó kiểu kinh thế kiểu đấy. Và chị nói chung là lúc đó chị có hai cuộc sống như kiểu ngày xưa Hannah Montana ấy. Chị có hai cuộc sống, và nhưng mà đến một lúc nào đó mà chị đã có một cái nguồn thu nhập ổn định rồi, và cảm thấy là tại vì nếu mà mình 100% vào công việc thì kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút đến việc học, mà nếu mà mình 100% vào việc học thì kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng đến công việc. Nên là lúc đó mà chị khẳng định là chị đã chắc chắn với cả cái con đường, nếu mà chị mà không chắc chắn về cái sự nghiệp và cái con đường trước mắt của chị ạ, thì chị sẽ không bao giờ nghỉ học. Và bố chị lúc đó là chị đã xin phép bố là bố ơi, bây giờ con 17 tuổi rồi, cho con nghỉ nhé. Thì bố bảo là con nghỉ đi. Con nghỉ đi, tại vì lúc đó là cái thu nhập của chị đã rất là cao rồi so với cả cái thời điểm đó, và chị cũng đã khẳng định được cho bố và cho bố thấy là chị làm cái này không phải cho vui mà chị coi đây là một công việc. Nên là lúc đó là chị đã nghỉ học sớm, nhưng mà bên cạnh đó thì chị vẫn đi học những cái khác mà nó liên quan đến cái công việc của chị và sự nghiệp của chị lúc đó. Ví dụ chị đi học cụ thể ví dụ như mấy cái đi học piano, xong rồi đi học học hát, xong rồi đi học tiếng Anh, xong rồi nói chung là chị sẽ học những cái gì mà nó hỗ trợ cho cái công việc của chị. Vậy là cái lý do mà chị tạm ngưng việc học là liên quan đến công việc. Chị muốn tập trung hết tất cả toàn bộ thời gian của chị là vào cái công việc mà chị muốn theo đuổi. Đúng. Thì khi mà chị thấy Tây Ba Lô á, em trai của chị đấy, thằng đấy đạt thủ khoa quá giỏi luôn, thì chị có bị tủi thân hay là bị buồn hay là bị chạnh lòng hay là muốn quay trở về lại quá khứ để mình đi học lại, để mình cũng sẽ đạt được thủ khoa giống em trai mình không? Không, chị thực ra là chị không cảm thấy buồn hay chạnh lòng gì cả, mà chị chỉ cảm thấy là tự hào về nó thôi. Và chị đi đâu chị cũng khoe là ê, em tao được thủ khoa học viện ngoại giao đấy, kiểu rất là nở mày nở mặt, rất là vênh nhá. Nhưng mà nếu mà để được quay trở lại thì chị không hề hối hận bất cứ một cái gì mà chị đã từng làm, và chị còn rất là tự hào bản thân chị là vì năm 13 tuổi, năm mà một đứa trẻ con còn chỉ biết là từ quãng đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, thì lúc đó là chị đã tự lập, và chị đã có nghĩa là lúc đó là chị đã kiếm được rất là nhiều rồi, và chị đã đi diễn và chị đã bước lên trên những cái sàn diễn. Mà lúc đó là lúc chị mới vào nghề á, là đi đâu là chị cũng là người nhỏ nhất, không có một bạn người mẫu nào mà bé tuổi hơn chị, và đi đâu chị cũng được làm em. Bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì toàn em chào chị, ừ chị chào em. Bây giờ nhưng mà ngày trước là mình cũng cảm thấy may mắn vì mình được bước vào nghề sớm như vậy, và chị vẫn không tự nhận mình là một con người ngu dốt hay là thiếu kiến thức gì cả, mà chị vẫn luôn luôn là tự tin về cái về những gì mà bố chị đã dạy chị. Tại vì bố chị cũng rất là giỏi và bố chị cũng đã dạy chị rất là nhiều, và chị cũng tự tin là chị nói được 3 ngôn ngữ. Để mà nói được 3 ngôn ngữ thì cái mindset của mình nó cũng phải suy nghĩ và có 3 cuộc sống, nó đại loại là như vậy. Nên là nếu mà chị thực sự mà gọi là buồn hay cái gì đó thì không, chị không bao giờ hối hận. Mà em trai chị là đến tận năm bây giờ nó bao nhiêu tuổi, 25 tuổi, đến tận năm 23 tuổi hoặc là 22 tuổi là bố vẫn nuôi nó, và nó vẫn chưa kiếm được đồng nào. Nhưng bên cạnh đó thì nó là theo kiểu là nó đi học để mà nó sẽ là có một cái công việc gì đấy, như kiểu là đại sứ hoặc là như kiểu là những cái chức mà to to mà thực sự là cần kiến thức, và về sau mới là đứa là sẽ nuôi lại cả gia đình ạ. Thì là như thế. Còn bên cạnh đó thì chị cũng dạy cho Tebalo rất là nhiều cái về liên quan đến nghệ thuật, tại vì từ khi nó chơi TikTok và từ khi kênh của nó phát triển thì nó cũng có khá là nhiều job. Ngày xưa đối với nó thì 1-2 triệu là kiểu rất là to rồi, nên là chị bảo với nó là mày bị điên à, kiểu mày như thế này thì mày phải nhận giá này, rồi mày như thế này thì mày, nếu mà người ta muốn thế này thì mày phải bỏ thế này, thế này, thế này. Và từ khi mà
chị bảo nó thì nó cũng bây giờ nó đóng tiền nhà cho bố luôn rồi, và nó đóng tiền điện các thứ cho bố luôn rồi, và suốt ngày mời bố đi ăn, mời chị đi ăn các thứ, nên là nhìn cũng rất là vui. Em thấy là chị với lại Tây Ba Lô là rất là thân thiết với nhau luôn á. Chị có một cái kỷ niệm nào đó mà chị nhớ mãi không quên từ hồi xưa đến giờ của chị với Tây Ba Lô không? Thực ra thì là có rất là nhiều kỷ niệm, tại vì hồi bé, hồi sang Việt Nam á, là lúc đấy chị 7 tuổi đúng không, là nó mới có 4 tuổi thôi. Và từ năm mà nói chung là khi đến Việt Nam thì hai chị em rất là bỡ ngỡ, vì tự nhiên sang một đất nước mà không có bạn bè, không có gia đình, xong rồi cũng không biết liên lạc nói chuyện với cả người ta như thế nào, cũng đường xá với cả mọi thứ nó đều tất cả là một phát là chuyển một phát 180 độ luôn, và cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Nên là và bố thì suốt ngày đi làm, mẹ thì là không sang cùng, chỉ có ba bố con sang thôi, nên là bố thì suốt ngày đi làm, thế là hai chị em cứ ở nhà với nhau từ sáng đến tối, và cứ đi ra ngoài đầu ngõ mua mấy cái cờ tỷ phú xong về cắt ấy, xong rồi chơi cá ngựa. Nói chung là hai chị em lúc nào cũng lủi thủi ở nhà, và đấy là cái khoảng thời gian mà An cảm thấy là sau bố thì Tây Ba Lô là người mà quan trọng nhất với An, và An yêu nhất, và sẽ đấy là hai con người duy nhất mà An sẵn sàng đặt tay vào lửa và sẵn sàng chết vì họ, và sẽ không có gì thay đổi cái điều đấy cả. Hình như là bố của chị An là đã có vợ hai, đúng, chị tìm vợ cho bố đấy. Ủa? Đúng rồi, bố là có nghĩa là năm 18 tuổi nhá, thì là lúc đó vẫn là ba bố con ở với nhau, thì chị muốn ra ở riêng, nhưng mà chẳng nhẽ là để cho hai bố con ở nhà, kiểu hai ông đàn ông ở nhà lại không có một phụ nữ nào trong nhà đúng không, mặc dù chị cũng chả đóng góp cái gì, chị chả biết nấu ăn cái gì đâu, nhưng mà bố bảo là kiểu thôi bố không cần vợ, kiểu bố yêu hai con là được rồi, nhưng mà cái tình yêu mà con cái và tình yêu vợ chồng không thể nào mà so sánh được với nhau, em công nhận không? Thì lúc đó chị mới kiểu tự nhiên chị đi làm, chị đi tẩy một cái nốt ruồi, mà ngày xưa chỉ có một nốt ruồi ở đây to vãi, kiểu người ta nói chuyện với chị thì toàn nhìn vào nốt ruồi thôi á, nên là chị mới quyết tâm là đi tẩy cái nốt ruồi đấy. Đây thì cô Phượng là lúc đó là giám đốc của thẩm mỹ Hồng Kông thì là rất là đáng yêu, và cũng kiểu tự nhiên lại thấy cô cũng nói chuyện với bố, khen bố đẹp trai các thứ cái kiểu, thế là mình bảo thế hôm nào cô đi ăn với cả cháu với cả bố cháu không, thế mà tự nhiên thế nào lại thành có duyên với nhau, xong lại cưới luôn. Xong có một thằng, xong lại đẻ một thằng con, một thằng cu con là Lai, là cùng cha khác mẹ, và nó cũng thông minh lắm, nó lanh lắm, bây giờ nó nói được ba ngôn ngữ rồi, tại vì mẹ là người Việt đúng không, thì nó nói được tiếng Việt, bố là người Tây Ban Nha thì nó nói tiếng Tây Ban Nha, và đã thế mẹ còn cho học thêm tiếng Anh, nên là nó 7 tuổi nó nói được ba ngôn ngữ rồi, và nó cũng có ba quốc tịch, vì bố và mẹ là người Việt và người Tây Ban Nha thì nó có quyền có hai quốc tịch rồi nhá, cộng thêm là mẹ đẻ nó ở bên Mỹ, mà luật của bên Mỹ là sinh ra ở Mỹ thì là auto có quốc tịch Mỹ, nên là bây giờ thằng bé đấy 7 tuổi nói ba ngôn ngữ và có ba quốc tịch, hơi bị ngầu luôn, ngầu nhất nhà luôn, nhà không ai được như nó luôn. Trời ơi, đỉnh thật sự luôn á. Vậy là giờ đi khắp, gọi là đi khắp thế giới thì đâu cần phải đi xin visa từng nước rồi. Đúng rồi, kể cả là châu Âu, xong rồi kể cả là châu Mỹ, kể cả là châu Á, là đấy, coi như là đỉnh nhất. Ôi, nói chung là em thấy cái gia đình này đỉnh thật sự luôn á, là kiểu như chị là người mẫu làm nghệ thuật nha, là kiếm tiền từ sớm nha, xong rồi Tây Ba Lô thì bây giờ là thủ khoa nha, xong rồi em Út thì là có ba quốc tịch nha, mới có 6 tuổi thôi. Là đấy, trời, là đúng là đây là con nhà người ta, thật sự là con gì, là chỉ có flex gia đình thôi. Đúng là đây là con thực sự con nhà người ta luôn. À nhưng mà còn một vấn đề, nãy giờ mình nói về gia đình quá nhiều rồi, đúng không? Ok, bye gia đình nhá. Ok. Hồi nãy em có để ý là chị rõ là chị chỉ có quen trai Việt Nam thôi. Đúng. Lý do vì sao chị lại chọn gu bạn trai của mình là trai Việt Nam? Dễ nói tiếng Việt hơn à? Hay là chị không thích nói tiếng Anh? Có thể là vì... sao nhỉ? Trai Việt Nam có cái gì mà chị cảm thấy là thích thú và hứng thú hơn trai Tây? Chị cũng không biết, tại vì ý là chị cũng không bao giờ kiểu... Ok, hôm nay tao sẽ đi tìm người yêu, xong rồi tao sẽ đi tìm người yêu đây và tao sẽ tìm một thằng người yêu đây. Mà tại vì kiểu tự nhiên nó sẽ đến gọi là tình cảm mà, thì nó sẽ đến bằng một cách rất là tự nhiên và rất là cảm xúc. Và chị thì luôn luôn lắng nghe theo cảm xúc. Vì chị chả cần một cái gì một thằng đàn ông ngoài cảm xúc cả. Vì tiền thì cũng tự làm ra được rồi, nên là chị chả cần một cái gì một thằng đàn ông, chả việc gì thì phải ép buộc bản thân vào cái việc là quen một thằng mà chị không thích đúng không. Và chính vì nó là cảm xúc nên là có thể là trước giờ chị không tiếp xúc với cả người nước ngoài nhiều, nên là vì chính vì việc mình không tiếp xúc thì là không thể nào mà có được cảm xúc được đúng không. Nên là chị cứ để cho mọi thứ nó theo flow thôi, chị cứ cảm thấy là tự nhiên chị có cảm xúc với cả một đời đấy, thì chị trong đầu sẽ nghĩ là thôi xong rồi lại có cảm xúc rồi, xong rồi xem nó kết quả thế nào, rồi nếu mà yêu thì yêu, còn không thì thôi. Nhưng mà để mà nói thực sự chị mang tiếng là Tây, nhưng mà chưa bao giờ yêu một thằng Tây nào em ạ. Như vậy thì chị có thể chia sẻ một chút cái gu của chị không? Chính vì là cảm xúc nên là chị cũng không có gu, nhưng mà bình thường thì gu của nếu chị mà là rapper. Mọi hình đi, rapper hả? Thì ý là 80% người yêu cũ của chị đều là rapper. Người yêu hiện tại của chị bây giờ có phải cũng là rapper. Chị có thể không.
chị có thể kể một cái kỷ niệm với người yêu làm rapper của chị không? Và chị cảm thấy em nghe bài thu cuối chưa? Chiều 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 cái này đùa nhá. Kỷ niệm á, kỷ niệm người yêu hiện tại hay là người yêu cũ? Vì nếu mà là người yêu cũ thì chắc là người yêu hiện tại sẽ không xem show này đâu. Chị muốn kể sao cũng được. Ý là một cái kỷ niệm nào đó mà chị cảm thấy là ví dụ như nó đem lại cho chị nhiều cảm xúc nhất, ví dụ là hạnh phúc nhất cũng được này, hoặc là tủi thân nhất cũng được này, tổn thương nhất cũng được, hoặc là kiểu như là muốn giết nó luôn cũng được. À, có một cái kỷ niệm là sinh nhật gần đây thì là người yêu chị cũng có tặng cho chị, ý là kiểu đấy là đúng 12 giờ thì cũng kiểu tặng bánh với cả tặng hoa lúc 12 giờ, sau đó là tặng cho chị một món quà, sau đó chị tưởng là hết quà rồi. Thế là sáng hôm sau đúng ngày sinh nhật ý thì lại dậy lại có quà, xong rồi kiểu mình tưởng là ok hết quà rồi thì tầm 3 tiếng sau lại có quà, xong rồi mình lại tưởng ok chắc là bây giờ hết quà thật rồi, thì nói chung là có thêm 2 lần quà nữa, và đến kiểu 11:59 là chuẩn bị hết sinh nhật ạ, lại tặng quà tiếp. Và đấy là một cái mà ý là cái bất ngờ nguyên một ngày. Đúng rồi, kiểu mình cảm thấy là người ta đặt rất là nhiều cảm xúc và rất là nhiều kiểu tính toán và cái việc là để làm cho mình vui á. Và còn sinh nhật nó thì mình cũng chỉ tặng nó cái bánh gato và một món quà thôi là xong, hết trách nhiệm rồi. nhưng mà mình rất là đánh giá cao mà chị rất là thích những cái gọi là những cái chi tiết nhỏ như thế. Đây là một cái cảm gọi là một cái kỷ niệm mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Nè, đừng có bắt chị kể kỷ niệm buồn nhá. Chị quên hết rồi. Có cái không phải kỷ niệm buồn mà có kỷ niệm nào mà chị muốn giết người ta luôn không? Có, nhưng mà chắc là người ta cũng biết điều đấy rồi, chị sẽ không nhắc thêm ở đây nữa. Chứng cần gì? Trời đất ơi, mọi người ơi, em nói thiệt với mọi người luôn là không có gì làm khó được bà An luôn á. Cho dù á hả, em gọi là gài gắm những cái câu hỏi gọi là hóc búa nhất đúng rồi, nhưng mà chị An là một cái người cá tính rất là mạnh. Cá tính thật sự rất là mạnh luôn á, thích thì trả lời, không thích thì thôi. Không có được ép. Hôm nay chị mặc đồ màu hồng nè, chị nhẹ nhàng quá. Nhẹ nhàng quá. Thật sự không hề nhẹ nhàng luôn đó chị yêu của em. Rồi bây giờ, cái game cuối cùng của chương trình này. Yes. Chương trình đưa ra 4 câu, chị sẽ nói cái câu này nhanh nhất có thể của chị nhưng mà không được líu lưỡi và cũng không được sai chính tả. Em cho chị đọc đi. Lúa nếp là lúa, lúa nếp là lúa nếp làng. Lúa lên lớp lớp lòng nâng lâng lâng à, lòng làng lòng làng để cả đê. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng làng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng làng lâng lâng. Lúa nếp là lúa lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng làng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp, lúa nếp là lúa lên lớp lớp mẹ. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Được chưa? Rất là con cố gắng. Nhưng mà cái câu này mới là câu cấp 1 thôi. Cái level 2 đi ạ. Lên cấp 3 nào. Ờ đây này, em đọc cho chị nghe trước nè. Luộc trứng vịt lộn luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc. Cái gì cơ? Ok, luộc hộp vịt lộn, luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc. Luộc hộp vịt lộn, luộc lộn hộp vịt lạc, ăn lộn hộp vịt lạc, luộc lại hộp vịt lộn, lại lộn hộp vịt lạc. Luộc lộn, luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm là nên lưu ý nước lũ. Tiếng Việt à? Tiếng Việt. Lúc nào lên núi lấy nứa về làm lán nên lưu ý nước lũ. Lúc nào lên núi lấy lúa về làm lá nên lưu ý nước lũ. Lúc nào lên núi lấy lúa về làm lá nên lưu ý nước lũ. Lúc nào lên núi lấy lúa về làm lá nên lưu ý nước lũ. Được chưa? câu cuối dễ nhất luôn á. Bắt con cọp bóp con ai nhầm. Bắt con cọp bóp con cọp. Ok, bắt con cọp bóp con cọp. Bắt con cọp bóp con cọp. Bắt con cọp bóp con cọp. Bắt con cọp, bắt con cọp. Và mình đã rất là cẩn thận để không chửi bậy rồi nhá. Em sẽ lấy cái kim. Ti 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 ti. Ok, cũng được. Bíp 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 bíp. Chị không sợ. Chị không sợ. Vì ngay ý đồ của em ngay từ đầu là muốn bị chỉ như vậy rồi. Chị cố tình như vậy ngay từ đầu. Không phải ý đồ của em. Mà là thì cái này là ở trên mạng á. Nó có là nhiều lắm. Chị suy nghĩ như vậy em ạ. Chết nhập. Chứng kháng
Trời ơi, chị nói tiếng Việt lưu loát còn hơn cái người Việt nữa. Không, chắc là do chị yêu rapper đấy. Ôi, đừng như ta. Biết có bạn nào biết người yêu của chị? Không ai biết đâu, chị giấu kín lắm. Ai mà biết được, mọi người nhớ bình luận cho em biết nha. Thì một cái câu hỏi mà đa số tất cả các khách mời đều sẽ phải trả lời. Đa số là... tức là cũng có ngoài lệ. À, không, em nói nhầm. Người nước ngoài thực sự tiếng Việt mình luôn. Wow. Thì chị biết câu chứng rén con mỏ của em đúng không? Thì ai mà không biết hả? Trời, ai không biết giơ tay nào. Đấy, thì đối với em á, hiện tại bây giờ sau 3 năm thì em xem chứng rén được với giống như là cuộc đời của em vậy á. Thì bây giờ của em hết cần mỏ rồi. Thì em không biết là nếu như đặt ngược trường hợp lại là chị xem chứng rén được ví như là cuộc đời của chị sẽ cần cái gì? Tương ớt. Lý do vì sao là chị lại cần tương ớt? Nếu mà để nói một cách là gọi là không ẩn dụ thì là chị thích ăn tương ớt. Và món gì cũng phải có tương ớt, trừ bánh ngọt và kem là không cần tương ớt. Còn đâu là món gì chị cũng, kể cả cơm chị cũng trộn tương ớt luôn. Và chị rất là thích ăn tương ớt. Còn nếu mà bắt chị phải lựa chọn là một gia vị nào đó thì chị có thể, nếu mà nói một cách văn thơ thì chị sẽ nói là tương ớt là tượng trưng cho cái sự nóng nảy, cho cái sự nóng tính của chị, cho cái sự gọi là bị điên của chị. Và dù không phải là cái mà chị mong muốn và nó có thể được coi là tật xấu, nhưng mà nó cũng là một cái mà người ta buộc phải chấp nhận khi mà ở bên cạnh chị, hoặc là chấp nhận là nó sẽ có ở trong cuộc sống của chị. Nhưng mà tương ớt với cả trứng ngon thật mà. À ok. Thực sự là một câu nói cũng khá là ok. Ok, ok là được. Okay. Không cần hay chỉ cần ok là được. Thế bây giờ em không cần dầu nữa thì em cần gì? Hả? Em không cần dầu nữa thì em cần gì? Thì trứng rán cần chín lông đào. Rồi, có nghĩa là em muốn nó vừa đủ thôi. Nó gọi là nó vừa đủ theo kiểu là nó còn một chút gì đó, nó khát khao được chín nhưng mà nó chưa được chín. À ha. À, sâu sắc đấy. Câu này sâu sắc này. Rất là thực sự hôm nay em rất là vui khi mà chị An tới với căn phòng ngủ nhỏ nhỏ của em. Và chị An cũng mặc đồ màu hồng. Tuy nhiên là chị An không hề nữ tính, chị An cá tính rất là mạnh mẽ nha mọi người. Không có. Chị An thử dẹo một cái xin em coi. Cười sứ. Thực sự rất cảm ơn mọi người đã xem tập Chứng Đáng Cần Gì. Khách mời là chị An Tây. À, chị An Ta. Còn bây giờ thì Thanh Tâm và chị An Ta xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong số sau. Bye bye. Bye bye.